của các bạn. Bây giờ mình bắt đầu xuống. Video này mình nói không được nhiều, các bạn thông cảm cho mình nha. Cứ quay thôi. Bị khai tiếng quá nhiều rồi. Đấy luôn. Tiếng luôn. Chừng con là tải mắc cạn không xuống không được á. Bắt cái bóng này đại đi con. Không có cái nào không? Trời ơi, anh ơi, cáp bị chán. Có bóng không? Tụng nó tới đây nè. Phải không? Nó đủ vậy. Đúng rồi. Đây lại anh. Nó đụng vô con hết bóng. Đúng rồi. Đi xuống dưới luôn rồi đó. Có cái đồng bị bỏ quên nữa nè. Một con cà phê nó mắc kẹt vô. Nó ở trong đây chắc cũng lâu lắm rồi đó. Đây. Ủa, khéo dữ vậy hình. Đứa nhỏ dưới quê khéo. Có anh Tư mà nó kìa. Cái mày kè. Được hình. Mày ăn được không? Chúng con cá các bạn. Tôm. Tôm hơi tép. Tự lại bỏ vậy luôn, thỉnh là chạy á. Trời ơi, đưa một mất tiêu, có bóng một chiều năng. Này nó nè, mới sướng miệng này nghe. Mấy bạn con cá. Ờ, nó phóng á. Phóng ra là quýnh phóng á. Ấm không quýnh được. Trời ơi, tôi thấy nó nhọt, nó đùi, nó hót. Nó dính không mà. Có, từ từ. Quận hỏi chuối vậy bác. Đi xuống dưới là không có được cá đó. Tạm tạch này, được cái nó quần tùm lum hết rồi. Cá bóng nha, cá bóng các bạn, cá bóng là tự dân thành phố mà phải cá bóng này nhất nha các bạn. Thành phố mệt giờ. Thành phố mệt giờ. Ra xuống đây mò cũng thấy có đụng có lộ cảnh mò quá buồn quá, cá nhỏ hơn bây giờ cá bự rồi quá. Ôi xa lắc tôm cạn có tính luôn mà bắt nước gần được không? Con quý ơi nó bự chờ quá luôn sậy rồi các bạn. Trời ơi bự lắm. Thấy. Nó không mất đi nhưng mà nó vòng vòng trong eo. Sao nó tính quá tài luôn á. Nó tính nó bò hết nổi. Đâu? Chạy mất. Không, cua tôi đó nãy tôi bò ra nó có chút xíu à. Ê, cá này.
từ con lắm hai cái càng lắm hai chó này càng uống ra đi. Uống ra đi tự làm thôi tắm càng không uống tắm càng các bạn bảy cái càng để mau lớn con nhỏ mình chưa có bắt á càng càng nó ra càng mới cái càng nó xấu tập càng nhiều thì có đó giờ có sát thủ xuống mò nữa rồi đó có sát thủ em nữa chạy một quán xuống rồi mọi bắt mua được anh đưa cho cả út ba 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 biết mày không phải đâu không kìa mọi bắt mua cho kẹp rồi luôn đó tao không có được kẹp này không có nó không có cái nào vậy chạy khúc mẹ của nó đang què có hoài không à mày ngồi nó đụng lên rồi không nổi tao cái mắt nữa nó sừng cạn lên rồi quá tới cho nó kẹp tao chứ vậy không quái luôn cho nó ăn tôi lên nó kẹp nó kẹp lỡ cầm nó rồi lỡ cầm cái càng này luôn á. Lỡ vô đây có gì được ăn. Ý vô con nói nghe nó có con lông kẹn nó đụng con phun bắn nó chạy. Rồi. Một cú thua, một ba. Nè, cái xô dữ luôn. Ừ. Nó cái nhắn nữa. Ôi, cái xô dữ quá mà. Ấy giờ lấy được một con. Bỏ đẩy đi đi. Hả? Bỏ đẩy đi đi. Ở đây nó bỏ cắn coi sao mày bẻ ra luôn á. Không mà bẻ ra nó gỗ đó. Chắc để càng luôn đi. Để càng đi, bà tướp cua cái cho ăn gì luôn á. Con nắm hai càng lên bờ đi. Có gì không? Bò ra mày. Bò đây nè. Bò cái gỗ này nó đu á. Ờ đu lên bờ đi. Không bẻ càng. Sao đâu. Gì đâu. Để càng chỗ đẹp. Không mà lấy dạ tới thì nó bò lên thấy chưa. À. À. Ai cũng có đẹp không trong quý vị dạ. Em anh nó đi lên lên Út đi tìm thôi là nó kêu lấy Út được từng giây dây nói em nhận nhá chồng đấy là gì con bảy hay con ghê chưa không được tao học được kẹp á từ từ kẹp đó ồ nó kẹp nó không đập càng luôn rồi chơi nó cũng con vợ tôi cuộc mồ nó biết chụp cái nhà mình đây á. Nói quá em thôi nhìn xem nhớ cho mình xin được đăng ký và chia sẻ nha. Nó được đó bạn bên con cua bên con tôm hai con ốc rồi xong chị xong rồi. Trời ơi, tôm cạn ăn cái ngô quá trời, đãi con giận con cái sao. Ôi, xảy con tôm bự như bá luôn. Đây là một con tôm cạn. Kè mình bỏ vô, sảy. Cá này đâu có gai gì đâu. Cá gì hết trơn. Cái quả.
tiếng ai hò. Rộng nước lặng lặng kêu ánh đăng phi. Mày ngồi sát bỏ tóc đi. Cái lọng nó nhỏ là mày đưa nữa lọng mà. Cắt đôi nỗi sầu, em buông tay cắt đôi nỗi sầu. Em cắt đi ra một tình, em mang theo bên mình bấy lâu. Nỗi đau đã thả. Nói gì các bạn ơi. Yeah.
cứ động đậy lại chạy lên, động đậy lại chạy lên. Bơi bơi sao người ta dám chôn. Càng giúp không bạn, càng giúp. Wow!
gì hết á. À, cái vỏ này nó lật có một cái là rồi nè. Công tình đó. Nè cho á. Con này mà càng khủng luôn vậy. Ê. À, hai bỏ bịch nó vô cái màu vàng lại cho lại nó trở về ha. Không được. Nó sẽ thôi. Nhiều mà. Dạ. Ờ nó qua đằng kia nó về nè. Rồi nè. Rồi nó chờ. Vô nhà. Được đó. Chờ. Cái bịch cá mẹ nó để ở dưới nó. Giờ thì cả nhà nướng thịt ăn nè các bạn. Những cái món thịt nướng rất hấp dẫn luôn. Mọi thứ đâu bạn được bây giờ này. Tối nay cả nhà mình ăn thịt nướng là tôm càng và nguyên một dĩa tôm càng với cua luôn, đã quá các bạn ơi. Thịt nướng thì vàng ươm mà chín đều hết trơn à. Gì không lấy chén lấy đũa hết gì hết trơn. Móc hết luôn. Mời cả nhà cùng dùng bữa tối gia đình nha, rất là tuyệt vời luôn. Ăn ở ngoài đồng không mong quạnh luôn à. Đó chứ đây là phía sau nhà các bạn. Phía sau nhà. Rồi ngoài sân vườn luôn. Ở đâu? Em thịt đang vô nhà
Su su. Rồi ăn đi. Chào. Hello Su Su. Hello. Chào Su Su. Giơ tay lên chào con. Chào. Chào mọi người. Thử. Dạ, hello Su Su. Bye. Đó các bạn, cả nhà đang quay vườn với nhau, cái này là còn chưa đủ. Lát vào đủ hết là ngồi kín hết luôn. Còn vài bạn đang nướng thịt bên đây. Mời cả nhà dùng một buổi tối với gia đình nha. Su ơi. Hello. Thịnh lại ăn đi, thịnh ăn giữ em nè. Hello Su Su. Trời ơi. Hồi nãy không mắc cỡ, bây giờ sáng quá mắc cỡ. Ồ đẹp dữ, lên đèn quá đẹp. Tao ngỏ quá. Vì nó kẹp em nè. Vì nó kẹp mà lết này. Khóc luôn hả? Khóc luôn á. Tại con có tên lại bảy giờ đi ra. Con đủ cái càng với con cơ bảy ơi, nhẹo vô lại cái bảy cơ bảy. Lỡ càng luôn rồi. Lấy lại những gì em hết đi. Mẹ vậy. Quất được rồi nè. Quất quất vô hang mà nó nhúc nhích nó biết, nhúc nhích nó biết. Bà út cha cái đẹp cái tay em kia em cầm cái càng đó chứ mấy hai càng út nó xong luôn rồi. Em báo bị cưng con là con đâm kẹn lúc kia là anh ấy lúc kẹn nhà luôn hai cổng thường đi chân bông cổng hai cổng hai nãy nó ăn hết cổng rồi ăn nữa không phải ngộ tâm xuống nữa các bạn. Hai bãi về em đói quá trời em ăn vậy mà em bị đau bụng quá. Bạn thấy nó xú ghê không? Bàn tay mình là bàn tay người lớn á, con trai nha. Trời ơi. Ngon hết sỉ. Con xú thì thịt nó chắc lắm các bạn. Nè. Một cái muỗng. Có cơm. Có cơm á. Đây là cần cơm mới về đó rồi nữa. Mỗi là canh đây. À, mới khô con cua ra nè các bạn. Cua thấy là khá là chắc luôn nè, cua đực đúng không? Đúng rồi. Đó. Cũng rất là chắc luôn. Ok, xử đi. Để được cơm ở giữa đi. Rồi. Ăn ra đi. Ăn ngon. Xíu với xíu nè. Cơm ngon quá. Thịt thường ngon nè. Làm miếng thường cũng vậy. Dĩ gỏi không? Nghèo bản ít hả? Ủa Vương đâu quá vậy? Uống nước trà với cha. Ở bên đây ăn chay. Ăn chay hả? Ăn ngày ngày chơi. Nó này làm lộ rồi mà thích ăn mẹ đi ra ngồi để tôi ăn. Cái này đậu lấy ba cái chén rồi. Sợi cất với ớt rồi phải. Hơi bị bự cho. Chén hả? Các bạn cũng ăn. Đừng gây chén quá nó tàn ra mất công. Quá giỏi luôn. Ăn gì? Mày giới thiệu sản phẩm đi mày. Ăn món gì? Vô mọi người ơi. Vô. Ủa mấy đứa. Cơm người không hỏi vừa hỏi vừa ăn luôn nha mọi người. Đâu ta? Anh nói đi. Sao? Cà phê thì sao? Xin mời gì? Trứng không phải. Cùng ăn. Trứng ăn. Ăn món gì? Trứng chắc hả? Đúng rồi. Tôm, cua. Ăn thịt. Ăn. Vô. Ủa ai bỏ trứng vậy? Mọi người nghe. Tôm. Ai mà phí phạm mà. Tôm gì? Trứng, trứng tôm mà sao bỏ. Trứng bạn ơi. 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 Ăn được nướng. Ăn được không ba con? Ăn. Nè. Hai. Vừa mới lót qua má rồi, đưa càng tăng mà rất là chắc luôn, có trứng luôn. Trứng nhân hả? Đào. Không luôn á. Trứng quá. Đào quá. Trứng nhắn này. Làm nguyên một đùm trứng đó luôn các bạn. Mà cái này á, cảm ơn nhiệt tình nha. Cái giò không biết thật lắm. Rồi, cảm ơn nhiệt tình. Lâu mà từ lương giò, cứ miễn thức cái giò luôn rồi. Tiên à.
Giang, ra thấy có thịt. Đây nè, cái nội cũng có thịt đó anh. Đi bim không phải thua đâu nha. Đi bim không phải thua đâu nha. Đi bim không phải thua. Thôi bạn nó vô luôn đi chứ bạn làm kiểu vậy tôi không thích á. Bạn kêu bạn ăn lén. Tôi cần cái biết chuyện không đây? Hỏi chừng ngay để ra biết chuyện không? Dạ. 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 Kêu bạn lén thì bạn. Cả nhà anh công an với mình nha. Anh nghĩ với thằng Phương nãy nó ăn con. Ôi, cái miếng thịt đó. Nó dẻ như thịt tôm hùm vậy. Mà tại nó tươi các bạn, mới bắt lên. Làm liền. Thịt nhảy sao mấy. Thịt nhảy sao mấy. Thịt nhảy sao mấy. Thịt nhảy sao mấy. Tôm của bà Tứ chống tôm. Bà Tứ. Tôm cửa nó lọc á. Nào. Tôm bảy đưa nãy bà Tứ. Đúng rồi, ngon ra luôn các bạn. Tôm tưởng là tôm trứng. Nó chửi thằng kia, ăn nước thịt. Ủa, dễ hơn hai. Cái con bự cũng chắc á, anh là nó chết, nó chắc á. Thôi bé đứng một mình, vừa chết, không ngoan. Con nhỏ thôi. Khi bé ngồi nữa. Bắt lên chết rồi. Rồi cặp bắt tay con này thằng một cách thôi. Nhỏ nhỏ xíu mà nó chắc lậu nè, con gạch nè. Đó. Gà. Chính sản luôn. Cái sao hôm nay em ngồi đỉnh em nó có bóng đèn luôn. Ủa, ngồi đó thì có bóng đèn hả? Đây, năm có bóng đèn luôn á. Vô cao không? Thấy được không vậy? Vô cao mày này. Mẹ mà dỗ liếm cái kẹp ra. Nhìn thấy bạn quá. Mấy bạn ơi, bạn nướng mấy bạn cứ thoải mái ăn dụng luôn. Ăn bao nhiêu thì ăn nha mấy bạn. Ngon. Đâu có cần chờ đợi gì á. Ăn bao nhiêu ăn. Ăn bao nhiêu tùy thích nha mấy bạn. Mình sẽ cung cấp cho các bạn từ A tới Z luôn. Ăn bây giờ tới Z luôn á. Mà thì lấy tim hết thì lấy tim ăn giờ tới sáng cũng vẫn còn các bạn. Trời ơi em cũng nài chạy với cái tô lại bến tôi ba đứa ngồi vừa nướng gà múc ăn luôn cái mỏ con làm luôn đó tức con làm luôn quan thấy tập càng đã không bự rồi bự luôn rồi trời ơi maximum maximum luôn rồi. Càng này là càng nhất nè các bạn. Lên Sài Gòn là con này có giá 900 mấy chục ngàn một ký á. 900 mấy chục ngàn một ký á. Ở đây mua có 200 ngàn một ký. Dạ. Nó bỏ vô nó còn để bên Sài Gòn mà còn sống các bạn là 900 mấy chục ngàn một ký. Bữa nào đâu mình ăn con 900 mấy chục ngàn một ký thử nghe cảm giác nó ra không? Vô nhà hàng là nó như một cái đầu của con tôm hùm luôn các bạn không? Nè. Ăn gấp hả? Bên trong quá trời gạch luôn. Ôi, cứ con tắt ba mở cái đèn đổ lòng thòng cho cái cửa. Mình là mình thích ăn cái đầu. Có hả? Ê, ta lấy chỗ nào của tôi. À, ngồi đi con. Không có ai được. Hai Quy ơi, với hai tao ơi, cho anh ba hiệu nguyên con luôn. Rồi, mới đây nè. Như là tôm hùm mà lết ca luôn nè các bạn. Con mẹ có gạch rồi nè. Con lấy cái cục bơ bấm nè, con bỏ. Dạ. Cục lên nó chứa tức ngang luôn đó. Ngắt cục này ra bỏ hờ, ngắt cục ra bỏ rác quá. Sáng bị nó kẹp. Bạn làm miếng không? Không. Với chuyện hai tô cơm, hai tô cơm. Nó có thật không chán à? Tại bạn à. Mà các bạn cùng ăn với mình nha. Bà Hân có nãy giờ chưa ăn được. Tạm thôi, đang ăn rất nhiều. Cơm ít thôi, thịt nhiều. Vợ gì cà phê em như đó hả? Ủa nè 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 đi lấy nước có quan tâm gì không mua tặng gì vậy ok mời cả nhà nha gạch dày vậy nè dày uống cái đâu mà mới nghe mà nước đây mời 8 tiên bố tặng bà ngoại đưa lại tặng quà tặng quà tặng bố tặng bố được dạ có chuyên mục tặng quà nữa bạn đâu mua tặng quà mua món quà tặng má nè chỗ ta Không biết. Bữa nay là ba thả cửa chứ ngày mai là bị đòn liền luôn á.
chưa bao giờ vậy. Ủa? Chơi một lần thôi, gỡ bỏ ăn cơm chung cơm. Trời, có đối thủ, có đối thủ. Đúng không? Ăn liền, anh cho lột liền. Lột xuống. Cái con mà nó được ăn chân chân lại thôi bỏ. Dày cua luôn hả bạn? Con đó trở nên ký. Con này trên đó chắc là khoảng đến 1 triệu mấy một ký á. Ờ. Đây là con này 100 gram. Cái râu là cho nướng. Con này 100 gram là phải 100 mấy chục ngàn. Chắc râu là nướng thôi. Cầm cái râu dở lên cái nướng. Ngon quá, dứt con khúc lên. Xuất sắc luôn các bạn. Ở quê còn với thành phố teo teo thẳng lắm, còn từ Quảng Đông. Điện thoại cầm mới còn giật. Xuất sắc luôn mà cả nhà nha, dùng một con tôm với mình nha. Ờ nó cứng hay lấy chắc cái này vậy nhắc rồi. Thấy mắt mày mày đâu mà thấy mình ngán ai vợ cho nó không ngán thì thấy nó vậy à. Con này là mèo. Đây nó nghe nè, ngậm cái miệng ơi. Con tôm tài. Bạn ăn con đó là hơi rồi luôn. Con ăn đó đi cô. Con này hả? Con này con nào cũng chắc. Bữa nay là thả ra chứ bắt đầu từ ngày mai là hơi sai một cái nữa bạn tôi nha. Cô cần tính nè. Ăn cơm không? Vậy nào đây của ai vậy ta? Cơm không bạn? Nè đây con tính nè. Ôi thật gạch mà nó đóng đất cứng như xương xa luôn rồi. Nó giống như cua gạch đều vậy đó. Cua gạch đều vậy đó. Dạ. Yeah. Ăn cơm ăn chứ ăn cơm ăn đậu không mà cua tính thật cho bạn. Dạ. Vậy mà nãy dài khác thì đâu có thay da luôn. Có cái mắt mà. Được mà tước đó còn nó ngon mà. Hai da luôn rồi. Phải ăn cho con thấy được mày. Quay hai cái đầu gạch lại, gạch hai đầu gạch lại quay về hướng cho nó. Mẹ ăn tôm chứ ăn cua là cái đầu với cái bình lại. Con quay về nha. Đồ gạch nó đóng qua cái thân luôn á các bạn. Nó nghe nè, mẹ chưa được ăn cơm luôn, con đừng có ngồi đó không. Mời cái này ha. Đây mẹ mệt quá. Không miếng quy ớt vô. Trời, con tôm này nó chắc. Lấy cái bao tử nữa ra nè. Con tôm này sẽ cứng, con tôm này nó chắc cực kỳ luôn nè. Thầy thầy thầy. Không có nữa, nó gầy có gạch nó không có. Thầy vàng. Anh ơi. Có luôn, đúng rồi, không có. Tự nhiên giờ đòi ăn cua, em nấu không có đâu. Ăn đi. Đưa miếng cơm để úp cho miếng. Giờ mẹ mẻ cho ăn miếng này ba đút nha. Ba gỡ nha. Cua gạch đều quá ăn. Cua này đâu gạch đều. Mời tôm. Rồi. Thấy mệt quá. Uống được đây. Tâm hoài. Béo. Nhí. À, tính rồi. Không tính hả? Tạo quá. Cái thằng cho tôm ra. Đây. 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 Ừ. Đi. Trời, ơi. Tí xưa, ba gửi cho nó.